Dạ chào anh, em độc thân, quen một người đã có vợ và một con nhỏ. Gia đình ảnh và anh, gia đình vợ anh đều biết và rất gay gắt. Anh nói không bỏ gia đình vì con quá nhỏ, nhưng cũng không chịu bỏ em, còn muốn sinh con cùng em, có đám cưới đàng hoàng. Trời ơi, anh đã tháo nhẫn cưới và đeo nhẫn đôi với em. Với gia đình anh trách nhiệm từ A tới Z, luôn đối với vợ tốt, luôn đối tốt với vợ. Anh chỉ nói không hợp nhau. Anh đối với em thì cũng rất tốt, em không đồng ý với đề nghị đó. Em chỉ thắc mắc anh ấy nghĩ gì mà lại muốn như vậy. Tức là nếu em nói em không đồng ý với đề nghị đó thì cái mối quan hệ em nó đã nên ngưng và nó đã ngưng rồi ha. Nhưng mà câu hỏi của em là thắc mắc anh nghĩ gì mà lại muốn như vậy. Anh ta chẳng nghĩ gì cả, anh ta chỉ lợi dụng em khi được phép. Tức là anh ta chỉ thực hiện những điều mà em đã cho phép anh ta thực hiện thôi, chứ anh ta không có nghĩ gì đâu. Chẳng nghĩ gì. Tức là sao biết không? Em cho ăn thì ăn, em cho uống thì uống, vậy thôi. À, anh nghĩ gì mà anh vẫn ăn uống? À, không nghĩ gì. Ăn được, ăn ăn được, uống uống, thích mà, thích ăn thích uống cái đó không được thôi. Cho nên em hỏi anh là anh ta nghĩ gì? Chẳng nghĩ gì. Đàn ông không nghĩ gì nhiều chứ các bạn. Đàn ông người ta chỉ nghĩ cái nào nào bây giờ đấy. Ok, anh chia căn căn ngũ ba của số 5317 đi. Hiểu đấy. Chết cha, phải suy nghĩ. Ok, để anh suy nghĩ chút. Mà khi ông nghĩ ông tập trung vô cái đó thôi, ông chỉ nghĩ đúng cái đó. Chia căn ba hơi căn nào giờ học căn hai tối ra giờ căn ba tính không nổi. Ok, cái đó lúc đó người ta suy nghĩ. Chứ còn cái chuyện mà anh Tuấn ơi, bây giờ ảnh cũng quan hệ với em rồi, em đồng ý cho ảnh quan hệ, tại sao ảnh có vợ nhưng mà ảnh vẫn quan hệ em, ảnh nghĩ gì? Anh chẳng nghĩ gì. Có gì đâu nghĩ. Khi mà anh ta đang, giả sử như anh ta vào trong một cái tiệm ăn mà ông chủ tiệm phở tiểu nhị bưng ra cho anh ta tô phở, anh ta đang ăn hỏi anh Tuấn ơi ảnh nghĩ gì vậy? Anh chẳng nghĩ còn mẹ vậy đâu, ngồi ăn nghĩ gì, không có gì để nghĩ cái đấy chứ. Nên đó là phụ nữ cứ hỏi cái câu mà anh ta nghĩ gì thì không biết làm sao, bở bở cái đầu ra coi trọng. Em thấy trong đầu nó phở, đang ăn phở thì đầu nó phở vậy thôi, thưởng thức, không có gì để nghĩ, đâu có gì đâu nhiều đâu nghĩ. Công ăn việc làm, lâu lâu công chuyện nó có cái gì đó phải suy nghĩ. À ok, đối tác A đối tác B phải suy nghĩ nha. Còn bình thường sao chẳng nghĩ. Em để ý coi, người ta không nghĩ nhiều, đàn ông ta không nghĩ nhiều. Em ra mấy quán cà phê đi, đặc biệt mấy cái quán mà dạng lề đường vỉa hè, tại vì cái này đàn ông ta thể hiện nhiều lắm, người ta được yên ổn á. Chỗ mà giống như cái quán mà không phải là quán sang chảnh, phụ nữ vô lăng tăng chụp hình selfie này. Em vô mấy cái quán mà quán cóc, em thấy có nhiều người đàn ông ngồi lề đường, có một cái ly nước mà tao nói đá nó tan ba đời rồi, tưởng gì lại đó là đã rồi, thì thêm ba ly đá rồi, họ ngồi họ nhìn ra đường vậy cho thêm ly nước đá, cho anh ly ly nước, uống ly cà phê đá mà ngồi uống 7 ly nước. Cái em sẽ thấy là ồ, anh em thấy anh ngồi đây 3 tiếng đồng hồ, anh suy nghĩ nãy giờ gì vậy? Ủa đâu có suy nghĩ gì đâu, ngồi dòm xe thôi, tôi đâu có gì đâu nghĩ. Lúc câu cá rồi quăng bấm cái không có bấm anh ngồi anh câu cá anh suy nghĩ gì đó. Anh chẳng nghĩ gì. Tựa gối ôm cần quên bà, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Chứ đâu phải là tựa gối ôm cần suy nghĩ nhiều, đâu nghĩ gì, đâu có gì đâu nghĩ, hiểu không? Đàn ông người ta không có nghĩ gì nhiều chứ, người ta ngồi đồng mà người ta không nghĩ luôn á, trong não đàn ông không có cái gì đó, không nghĩ gì đó. Thường là vậy, bà nói thiệt á, nói nghiêm túc á, các bạn ngồi cứ là, phải suy nghĩ, không có gì nghĩ nghĩ chứ. Chuyện nó tới đâu làm tới đó, đàn ông ít khi nào động não lắm, ít lắm. Khi mà đụng chuyện cần suy nghĩ thì suy nghĩ thường là công ăn việc làm sự nghiệp, đó là cái nhóm mà người ta suy nghĩ trong công việc. Còn cái nhóm tình cảm, bởi vậy phụ nữ dắt đâu đi đó, không có gì để nghĩ chứ, họ theo cái cảm xúc họ làm. À bây giờ em dắt anh đi đâu, nơi nào vui mình tới anh đi theo em, anh đi theo em, nơi nào vui mình tới anh đi theo anh đi theo em, nó cứ vậy thôi chứ họ không có nghĩ gì chứ. Cứ tối ngày hỏi đàn ông nghĩ gì chi cho khổ vậy. Các bạn là người đang nghĩ, các bạn đang nghĩ là nghĩ, còn đàn ông nghĩ gì, ngồi đoán là không có gì để nghĩ. Đàn ông không nghĩ gì, hiếm khi nào nghĩ lắm. Kể cả biết cái câu chuyện mà ngày xưa đó, có một cha phú ông, có một cái cô con gái rồi lớn lên rồi đẹp lắm này nọ, rồi bao nhiêu trai làng lại, là trai làng giống như nàng châu pha đó, là trai làng lại, nhưng mà châu pha xinh tươi, tôi buồn cúi mặt quay đi, nhưng rồi một hôm nào chim rừng lại ríu rít, có anh chiến sĩ về thăm buôn làng núi đồi, rượu cần lại mang thêm ra rừng vàng bừng vui câu ca, tên liên hoan cho phan nghiêng đẹp nụ cười sáng ngày. À thì ra châu pha đã để ý thương anh tính chặt. Đây là câu trả lời, trai làng lại
ổng không chịu, mấy anh này không bằng. Bữa đó thấy có một người đàn ông ngồi dưới bờ sông, anh ta bứt râu bứt tóc, ta ngồi người ta cứ bứt hoài. Phú ông mới nói: mày dữ á, mày mày dữ dằn á, con gái mình lấy này chắc sung sướng, này giống như là người đàn ông có nhiều suy nghĩ suy tư. Cho cưới xong vài bữa hỏi nó: ê, hồi xưa mày làm gì mà suy nghĩ lung dữ, mày suy nghĩ gì đâu? Nói cái ngày mày ngồi bờ sông mày bứt á, bứt cả tuần lễ đó. Nói: à, chỉ coi coi râu cằm với râu mép nó khác nhau chỗ nào thôi, bứt ra để coi. Cái đọc cái câu chuyện đó chưa, anh suy nghĩ coi bứt ra, à, cậu này nó vậy, à, cậu kia nó vậy, à, đốt cục y chang nhau chẳng vậy thôi. Tao không suy nghĩ coi vậy thôi, ngồi tưởng suy nghĩ khó. Bởi cái bức tượng mà The Thinking Man á, người ta cứ hiểu lầm, thấy người đàn ông đang ngồi, thấy bức tượng đó không, trần truồng, người đàn ông trần truồng đồ con lắm, ngồi cái chân để đất nè, cái tay chống lên đầu gối và vậy nè. Anh nó biết anh đi tìm cái tượng, nó có tượng nổi tiếng đó. Anh nghĩ là The Thinking Man, để anh search cái phải không? Statue The Thinker hay The Thinking Man, như cái tên đó là vậy đó. Đúng rồi, cái tượng kia là The Thinking Man. Thì cái tượng đó là vậy nè, anh ta ngồi trên một cái như cái ghế đẩu cục đá vậy đó, cái okay. Và tay anh ta cái đầu, hai cái đầu gối song song nè, anh ta để xuống một cái tay này chống lên đầu gối, và anh ta để đây anh coi lại cái hình này, để nhìn chống cằm, chống cằm đó. Rodin, thấy cái tên ta là Rodin, the statue, tức là cái tượng The Thinking Man. Em mà lại em bổ cái não ra chẳng nghĩ mẹ vậy, tự ngồi mỏi thì còn chống cái đầu thôi chứ chẳng gì. Cái tượng nhìn nó vậy. Ok, trả lời cho em hiểu được chứ. Không phức tạp bạn, ông ta đơn giản lắm. Các bạn nghĩ người ta phức tạp thì ông ta rất đơn giản. Nghe anh nói về đàn ông sợ quá, họ hành động thật mãnh liệt mà không nghĩ gì, bình thường. Bởi vì đó là những người phụ nữ mà người ta hiểu đàn ông, người ta nói là một, giống như đàn ông là một cái đứa trẻ, con là một đứa bé trai trong cái cơ thể người đàn ông, rất là đơn giản. Tức là họ có thể hiểu được đàn ông một cách dễ dàng. Những người phụ nữ mà đương nhiên họ có kiến thức và họ hạnh phúc á, họ thấy là đàn ông rất là đơn giản. Còn những người phụ nữ nào đó là đàn ông phức tạp, là mấy người khổ á, cái thứ đơn giản mà nhìn phức tạp nghĩa là tài lẻ học me. Thật ra đàn ông rất đơn giản mà, các bạn đừng có suy nghĩ thêm lăng tăng suy nghĩ, anh ta nghĩ gì ta chẳng nghĩ. Nhưng mà mình lo, mình nói là đàn ông sợ quá, họ hành động thật mãnh liệt mà không suy nghĩ vậy, họ hành động theo cảm xúc. Phụ nữ cũng vậy, cơ bản chúng ta là vậy. Nhưng mà họ suy nghĩ trong những cái công việc, và không phải lúc nào suy nghĩ cũng ra cái quyết định để được tốt đẹp. Cho nên là họ suy nghĩ trong công việc, yes, trong những cái sự nghiệp đó là cái họ suy nghĩ, yes, trong công việc họ suy nghĩ không có, nhưng mà ít lắm. Mấy nhân viên bán hàng kêu tụi bay suy nghĩ cách bán thêm hàng, nó nói: à, sếp để tụi em lo, tụi em sẽ suy nghĩ cách. Tưởng gì hồi sếp vừa đi cái chạy ra, tụi em ra ngoài field nha, ngoài field là má đó, ra ngoài đường bắt đầu giống như đi gặp khách hàng. Thực ra ra field gom vô quán cà phê ngồi đánh cờ tới gần giờ cuối, gọi cho vài khách hàng: hôm nay có đơn hàng không, à, có đơn hàng không, không có hả, có hả, ráng rặn cho em cái đơn đi, tháng này không có đơn hàng về sếp lên. Ok, doanh số gần phải đủ nha, rồi ok cho em cái đơn hàng. Về cái gặp sếp: hôm nay tụi em đi 5-7 khách hàng, đúng vất vả quá, Thủ Đức Cần Thơ đi xa quá, này được cái đơn hàng này. Vậy á, không suy nghĩ gì, kêu suy nghĩ. À, dạ. Nhưng mà đàn ông á, người ta trong cái quan hệ tình cảm, người ta đi theo cảm xúc, và cái đó là đúng á, và cái đó là tốt á. Và chính vì vậy cho nên nó mới xảy ra những cái đau khổ á. Chứ đâu còn cha nào mà bê lý trí vô nha, thằng cha nào mà bê lý trí vô tình cảm mà, thấy là thứ nhất là nó không bê được, trên thực tế không bê được. Bây giờ lý trí gặp nhỏ này thích quá, cái mình lý trí mà nói chứ mình không được thích đứa con gái mình thích, mình cứ dùng lý trí. Nhỏ này nó xinh đẹp quá đi, trong lòng mình rất là muốn thích nó, nhưng mà lý trí nói đừng thích, và lý trí nói thích gái lỗ, à, thôi mình dùng lý trí. Nhưng mà dùng lý trí là không được, nhưng mà lại thích nó quá đi, tại vì cảm xúc nó cứ kêu thích. Lý trí nói đừng thích, họ có dùng lý trí, họ thích, thích tàu lý trí kệ mày, dẹp mày qua bên, tao thích nó tao đều được. Ok, rồi giả sử nè, vô tới cái chỗ mà vô tới khách sạn rồi, cái nhỏ này nó giống như là nó nằm đống rồi đó, thì lý trí nói đừng đừng quan hệ nó. Tại sao đàn ông tốt không quan hệ, nhưng mà cảm xúc nói đàn ông tốt quan hệ, nhưng mà tao muốn quan hệ quá đi, giờ nằm đống rồi sao giờ, cái ngồi thôi lý trí mày đi chỗ khác. Rồi, tao sẽ họ là vậy thôi, họ theo cảm xúc các bạn, mà chính như vậy cho nên họ mới dễ dẫn dắt. Từ nhà phụ nữ mà hiểu được đàn ông mà thấy là dẫn dắt cảm xúc. Nhưng mà con cái là đa số phụ nữ không biết cách dẫn dắt, dắt tới cái đời thon hai mộ vậy đó. Hay là cái bài gì đó, mấy cái bài mà thôi em hãy về, mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây, thôi em cứ đi để anh lại tình đầu. Đó là lại tiêu cầm NR. Đừng có suy nghĩ gì phức tạp, học chút kiến thức là đơn giản bà cũ.
Ok thôi xong rồi, tới đây chắc ngưng được rồi. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Thì mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.